Đây là khu vực rừng tự nhiên khoảng 100 ha do Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa bảo vệ, chăm sóc. Khu rừng này được chủ rừng đánh giá có độ che phủ và mật độ đông đặc của rừng tự nhiên đạt tiêu chuẩn. Trung bình mỗi hecta rừng như thế này sẽ được chi trả khoảng 120.000 đồng từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Trong giai đoạn 2023 đến 2025, Quảng Trị có hơn 100.000 hecta rừng tự nhiên, trong đó có khoảng hơn 20.000 hecta là rừng tự nhiên do các tổ bảo vệ rừng cộng đồng nhận khoán bảo vệ. Và này là bơm phá dịch vụ môi trường rừng. Những năm qua, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho tổ bảo vệ rừng. Giờ đây, rừng do người dân bản bảo vệ có thêm nguồn tiền này, ai cũng phấn khởi. Có thêm tiền như thế này, chắc chắn người dân sẽ giữ rừng tốt hơn. Đời sống của người bảo vệ rừng cũng sẽ tốt hơn trước đây. Dân bản mong có thêm nhiều chương trình hỗ trợ như thế này nữa. Tín chỉ carbon rừng được tạo ra từ các hoạt động dự án giảm phát thải khí nhà kính như giảm mất rừng và suy thoái rừng. Năm 2022, Chính phủ có nghị định về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, bán tín chỉ carbon và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển nhượng 10,2 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương đã nhận được 51,5 triệu đô la Mỹ từ quỹ carbon thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế. Đối với cái nguồn chi trả giảm thải khí nhà kính thì chi trả thí điểm này, đây là một trong những cái nguồn để thể hiện được cái đóng góp của ngành nông nghiệp trong cái vấn đề giảm phát thải khí nhà kính. Đây là một cái nguồn lực rất là quan trọng, góp phần hỗ trợ thêm ngoài các cái chương trình hỗ trợ các nguồn chất từ trung ương như các cái chương trình mục tiêu quốc gia hay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp, thì đây là một trong những nguồn để góp phần hỗ trợ thêm trong cái công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, đồng thời hỗ trợ cho cộng đồng dân cư để phát triển thêm các cái dự án, các cái công trình có liên quan, các cái công trình phúc lợi xã hội để góp phần tăng cường ý thức tuyên truyền và bảo vệ rừng của người dân khi tham gia vào cái quản lý rừng tự nhiên. Bắt đầu từ năm 2023, Quảng Trị là một trong 6 địa phương ở Bắc Trung Bộ được thí điểm nhận nguồn tiền từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng với tổng 51,5 triệu đô la Mỹ từ quỹ carbon thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế chuyển đến các tỉnh theo quy định. Việt Nam hiện có 14,7 triệu hecta rừng, đạt tỷ lệ che phủ trên 42%, là nơi hấp thụ lớn carbon, được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng với các dự án về tín chỉ carbon rừng. Giữ rừng tự nhiên, cộng đồng dân cư sống trong vùng đệm bảo vệ rừng hiệu quả sẽ hưởng lợi từ chính những cánh rừng nguyên sinh.